Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mơ về phương án Thomas Tuchel. Theo thông tin từ tờ Sohu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đang tiếp cận Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức hiện thất nghiệp sau khi bị Chelsea sa thải nên hoàn toàn có thể nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Thomas Tuchel là cái tên sáng giá nhất trong bản danh sách các ứng viên ngoại dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc thay thế Li Xiaopeng, vị huấn luyện viên đã gây thất vọng trong thời gian qua. Để phục vụ cho mục tiêu giành thành tích cao ở ASEAN Cup 2023 và lọt vào vòng chung kết World Cup 2026, CFA quyết tâm đưa về những nhà cầm quân danh tiếng để vực dậy đội tuyển nước nhà, và họ ưu tiên các huấn luyện viên ngoại. Trước đó, họ đã bán tín hiệu đến Pedro Murilla nhưng vị huấn luyện viên đang dẫn dắt câu lạc bộ Wuhan Three Towns đã từ chối. Vì thế, Tuchel vừa được đánh tiếng. Với tham vọng chiêu mộ được Tuchel, vốn là nhiệm vụ không hề dễ dàng, CFA dự tính sẽ chi một khoản tiền khổng lồ để thuyết phục vị tướng danh tiếng này. Tuchel bị sa thải vào ngày 7 tháng 9 năm nay. Từ đó tới nay, ông nghỉ ngơi để chờ đợi những đề nghị hấp dẫn. Trong đó có tin đội tuyển Anh sẵn sàng chia tay Gareth Southgate để đưa về Tuchel sau World Cup 2022. Sevilla cũng liên hệ với Tuchel nhưng bị khước từ. Với bóng đá Trung Quốc, Sohu tỏ ra rất lạc quan vào nước cờ táo bạo này. Họ đánh giá Tuchel có thể nhận được một bản hợp đồng đắt giá từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Tuchel được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng đội tuyển Trung Quốc, giúp bóng đá Trung Quốc thoát khỏi khó khăn để có thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Nếu đạt được thỏa thuận, Tuchel sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ cuối năm 2022. Thông tin trên vẫn chưa được xác thực, nhưng Tuchel có lẽ là cái tên có thể mang lại sức sống cho bóng đá Trung Quốc. Ông từng giành chức vô địch Champions League 2020-2021, bên cạnh đó là những thành công khác cùng Chelsea và PSG.